Hello everybody, my name is Mi. I'm 11 years old. I'm studying at class 6A4 Clanling Secondary School. Cách đây một năm thôi, nếu như mọi người gặp cháu Hà Mi của Linh cách đây một năm thì cháu sẽ không nói được tiếng Anh nó một cách trôi chảy như thế này đâu. Linh cũng cho cháu học tiếng Anh, thế nhưng mà cách phát âm của cháu nó không được tròn trịa, nó không được rõ ràng như bây giờ. Và nói thật là cháu rất sợ khi ngồi học tiếng Anh. Nhưng mà sau một năm thì đó, quý vị và các mẹ thấy là cháu Hà Mi đã có những cái phải gọi là chuyển mình, bước dở mình rồi đấy. Cháu đã thích học tiếng Anh, cháu đã nói tiếng Anh một cách trôi chảy, một cách rõ ràng, mạch lạc như vậy. Vì đâu? Dạ, kính thưa với các mẹ, các chị, các bạn và tất cả mọi người, nói chung là kính thưa cả nhà, đó là kể từ khi Linh biết được đến trung tâm tiếng Anh ALS. Và kính thưa với các mẹ, Linh cũng phải bật mí thêm, đó là Linh đăng ký cho con với cái khóa học tiếng Anh ở ALS có 25 triệu thôi. Nhưng tính ra buổi học của con lên đến 1 năm hoặc là 1 năm rưỡi. Trung tâm lại còn tặng thêm một gói gia sư kèm riêng cũng lên đến 1 năm. Thì tính ra như vậy thì 1 tháng mất có khoảng 2 triệu thôi. Thì đó là cái Linh cảm thấy an tâm nhất ở trung tâm tiếng Anh ALS khi mà con Linh tham gia ở đây. Điểm thích thú ở trung tâm tiếng Anh ALS đối với riêng bản thân Linh đó là khi con học xong ở đây, quá trình đầu ra của con nếu như không đảm bảo thì sẵn sàng trung tâm dạy lại cho con học từ đầu hoàn toàn miễn phí. Và cái điều đó nó đã được xác nhận bởi giám đốc của trung tâm. Linh thấy đây là một cái nôm na là như kiểu một cái bảo hành rất là uy tín, và điều đó thực sự làm cho Linh cảm thấy yên tâm khi đưa con đến với trung tâm tiếng Anh ALS.